Rồi anh em, hôm nay bắt đầu chương trình sale vào một tuần cuối năm 2020, đón năm 2021 mình sẽ bắt đầu sale nguyên một loạt đồ. Thì anh em gắng theo dõi từng clip cho mình nha. Trước tiên là cái mẫu hot trend nhất cho 150 khi mà lên xi nhan sau. Đó là xi nhan mẫu K4. Hàng có vỉ, có hộp đồ kia rõ ràng đàng hoàng nha anh em, chứ không phải hàng loại 2, loại 3 nha. Thì bây giờ mình bán cái này sale cho anh em để chơi Tết đi, 140.000. Đó. Bây giờ mình sẽ khé hàng loại 1 cho anh em xem nó như thế nào nha. Đó. Trước tiên là bọc của nó sẽ, mỗi xi nhan nó sẽ có một bọc mà về y như đồ hãng luôn. Đó, và một cái sách hướng dẫn. Đó. Đó. Đó, cách hướng dẫn để câu cho anh em. Cái hai nữa là cái xi nhan loại 1 nó như thế nào. Đó, là cái xi nhan loại 1 á, cái gương nó rất là trong. Cái gương nó cực kỳ trong và chip led cực kỳ lớn và rõ nét. Đó anh em thấy không? Và nó tặng cho mình hai cái khâu lông đền này để gắn vô hẹn 150 là nó sẽ gắn lại, nó bít lỗ không có bị vô cát bụi nước. Chân, mẫu mã, đế nó làm hai cái ngạnh rất là rõ ràng, sắc nét. Rất là rõ ràng sắc nét nha anh em, chứ không phải như loại 2 nha. Đó, bây giờ mình bán quầy vốn luôn 140.000 cho anh em chơi Tết luôn. Đó. Ok anh em ha. Thì bây giờ vậy đi, nói vậy đi cho rõ ràng. 140.000 10 cặp tặng đựng cặp, mình bán quầy vốn luôn, mình lại đúng một cặp tặng luôn, chơi với anh em luôn nha. 140.000 mua đúng cái giá vốn luôn anh em ha. Rồi cái mẫu là một nha anh em,